Chào mừng quý vị và các bạn đến với điểm tin giải trí sáng trên kênh Abit. Sau đây sẽ là những thông tin nổi bật có trong bản tin hôm nay. Cục trẻ em chính thức lên tiếng về 23 con nuôi sau khi Phi Nhung qua đời. Cục trưởng cục điện ảnh nói gì khi phim vị từ bỏ vô tịch Việt Nam? Việt Nam lọt top các điểm đến hot nhất mạng xã hội TikTok. Những nghệ sĩ nữ của Việt Nam được quảng bá ở quảng trường thời đại. No Time To Die nhận về cơn mưa lời khen. Từ tháng 11 năm 2021, Thái Lan chính thức mở cửa du lịch. Mẹo nhỏ mỗi ngày, những món đồ nên mang theo để phòng thân. các mắc của dư luận về việc nuôi dạy nhóm trẻ mồ côi con nuôi của Phi Nhung sau khi nữ nghệ sĩ qua đời, ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng cục trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đã lên tiếng khẳng định trong các quy định của pháp luật đều có đầy đủ các phương án giải quyết. Theo đó, hai hướng giải quyết hiện nay là xem xét các cơ sở mà trước đó Phi Nhung nuôi dạy các em có đủ điều kiện chăm sóc như nhóm người quản lý, chăm sóc hỗ trợ các em còn tiếp tục không? Nếu còn thì vẫn tiếp tục. Nếu cơ sở đó không đủ điều kiện để chăm sóc, địa phương phải chuyển các em về cơ sở công lập để nuôi dạy. Trong trường hợp thứ hai, nếu ca sĩ Phi Nhung nhận đỡ đầu, chăm sóc và gửi ở một số nơi khác, có hỗ trợ chi phí hàng tháng tiền ăn ở, chi phí sinh hoạt. Khi ca sĩ mất đi, các quỹ hoặc nguồn tiền nuôi dạy các em, nếu còn hoặc có người khác đảm nhiệm thì họ vẫn hoạt động bình thường, nếu không còn thì phải đưa các em về cơ sở công lập. Tại cuộc tọa đàm trực tuyến Ai góp ý dơ tay lên vừa diễn ra, nhà sản xuất Đồng Thị Phương Thảo đã thông báo việc chấp nhận từ bỏ quốc tịch Việt Nam của vị để phim trở thành phim Singapore. Trước vấn đề này, ông Phi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, việc nhà sản xuất vị từ bỏ quốc tịch Việt là câu chuyện chưa từng có tiền lệ ở nước ta. Với những người làm nghệ thuật, đó là một cú sốc lớn. Còn góc độ pháp luật sẽ là câu chuyện khác. Nếu vị là phim hợp tác sản xuất với nước ngoài, thì nhà sản xuất đã vi phạm luật điện ảnh bởi ngay từ đầu không trình kịch bản để thẩm định. Vì với phim hợp tác quốc tế, các nhà làm phim đều phải qua khâu thẩm định kịch bản. Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng nói thêm, khi thẩm định vị, trong hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện, chỉ có một thành viên duy nhất đề nghị xem xét phổ biến phim này ở phạm vi hẹp, phục vụ các nhà chuyên môn, các thành viên còn lại đều nhất trí không phổ biến. Sau đó, cục tiếp tục tổ chức chiếu phim mời các chuyên gia tư vấn ngoài hội đồng đến xem và cho ý kiến. Cuối cùng, 100% hội đồng tư vấn nhất trí không phổ biến phim vị ở Việt Nam. Khi đó, cục mới quyết định không cho phổ biến. Một nghiên cứu mới đây do hãng Superdry Ủy quyền đã phân tích số lượt xem của các nội dung gắn thẻ travel, du lịch trên nền tảng TikTok. Theo đó, nghiên cứu này đã tổng hợp dữ liệu từ 193 quốc gia, 292 thành phố và 1.095 điểm du lịch trên khắp thế giới. Dựa trên tìm kiếm tên các địa danh gắn thẻ với du lịch, ví dụ như Travel Việt Nam hay Việt Nam Travel, thống kê cho thấy các video về nội dung du lịch có tới 49,9 tỷ lượt xem, giúp cho các quốc gia, thành phố và điểm du lịch trên khắp thế giới được biết đến phổ biến hơn. Theo nghiên cứu này, trong top 25 các quốc gia lọt top, những video du lịch về Nhật Bản được người dùng TikTok xem nhiều nhất với hơn 461 triệu lượt. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 6 với 107 triệu lượt, xếp trên Italy với 105,6 triệu lượt. Ở hạng mục các thành phố được xem nhiều nhất trên TikTok, New York của Mỹ đứng đầu với 114 triệu lượt và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đứng thứ năm trong bảng xếp hạng này với 32,6 triệu lượt xem, cao hơn cả Paris Pháp với 27,2 triệu lượt xem. Mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip về một quả bí mọc ở vị trí vô cùng éo le. Theo đó, thay vì mọc bình thường ở trong vườn nhà, thì quả bí này lại chui tọt vào lỗ thủng của bức tường. Từ khi còn bé xíu rồi phát triển ở trong đó. Và rồi đến thời điểm thu hoạch, gia chủ đã tìm đủ mọi cách vẫn không thể kéo quả bí lên. Trước tình huống này, cư dân mạng đã được dịp đưa ra cao kiến để thu hoạch quả bí được cho là ngang ngưỡng nhất Việt Nam. ăn được trái bí phải hy sinh cái tường đó. Có thể cắt ra làm đôi để dễ lấy hơn hóng video lấy được quả bí lên quá. Có thể thấy trăm cây chỉ đợi đến ngày hái quả, người chủ nào cũng mong muốn thu được thành quả, tuy nhiên không phải lúc nào việc này cũng diễn ra suôn sẻ. Mới đây, Phùng Khánh Linh đã xuất hiện trên bảng quảng cáo ở quảng trường thời đại. Cô chính là gương mặt đại diện tháng 9 cho chiến dịch Equal toàn cầu của Spotify. Trước Phùng Khánh Linh, là nhạc Việt đã có những nữ nghệ sĩ này từng đủ quảng bá tại đây. Theo đó, sản phẩm âm nhạc Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương đã giúp nữ ca sĩ sinh năm 1989 góp mặt trong Spotify Equal Playlist, đồng thời đưa cô trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được vinh danh ở quảng trường thời đại ở lĩnh vực âm nhạc vào ngày 30 tháng 4 năm 2021. Tháng 6 vừa qua, Hoàng Thúy Linh là tên tuổi thứ hai của Việt Nam được xuất hiện trên bảng quảng cáo ở quảng trường thời đại sau thời gian hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Vào tháng 7, rapper SuBoy gây ấn tượng cho người hâm mộ khi đăng lên trang cá nhân hình ảnh cô xuất hiện trên quảng trường thời đại. Sự xuất hiện của SuBoy nằm trong hoạt động do Spotify triển khai để tôn vinh tài năng và phong cách âm nhạc của các nữ nghệ sĩ trên toàn cầu. Nữ ca sĩ Aaron mới đây cũng hào hứng chia sẻ hình ảnh và nghệ danh của mình xuất hiện trên bảng quảng cáo gắn với tòa nhà chọc trời tại vị trí nổi bật ở quảng trường thời đại khi cô được Spotify Asia mời hợp tác trong chiến dịch Equal toàn cầu nhằm tôn vinh tài năng và âm nhạc của những nữ nghệ sĩ Việt. No Time To Die, một bộ phim cuối cùng của nam tài tử Daniel Craig trong vai chàng đề viên 007 James Bond đã được khán giả đón chờ ngay từ những ngày đầu khởi quay. Sau suốt công chiếu sớm, giới phê bình đã không ngất lời ca ngợi phần phim mới, khẳng định đây là bom tới điện ảnh xứng đáng với sự chờ đợi của người hâm mộ. Tờ The Guardian nhận xét, No Time To Die có đủ mọi yếu tố giật mình, sừng sốt, hài hước, mãn nhãn. Điều đặc biệt nhất phải nói đến, có lẽ là những pha hành động lớn, những sự nguy hiểm tốt đỉnh, những tiếng cười lớn. No Time To Die thực sự đang diễn ra, đó là một thế giới hành động mà tất cả chúng ta đều đã khao khát quá lâu. Đồng tình với The Guardian, Digital Spy cũng cho rằng No Time To Die là dấu chấm hoàn hảo cho vai diễn 007 của Daniel Craig. Digital khẳng định bộ phim mang đến vài điều khá bất ngờ cho khán giả. Đây chắc chắn là một phần phim thú vị, một nước đi táo bạo đối với Daniel Craig. Vậy là sau nhiều năm và nhiều lần hoãn chiếu, người hâm mộ hiện đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy No Time to Die nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình. Mới đây trên trang cá nhân, Zanara đã đăng tải hình ảnh chụp cùng cuốn cưng với gương mặt đầy mộc hoàn toàn. Là mỹ nhân luôn nhận được những lời khen có cánh vì sở hữu gương mặt trẻ trung dù đã 40 tuổi. Tuy nhiên lần này gương mặt mộc của Zanara lại lộ nhiều dấu hiệu của tuổi tác. Có thể thấy ở hình ảnh mới nhất, Zanara để lộ bọng mắt cùng vẻ ngoài khá tiều tụy và gầy gò, thay vì vẻ bầu bĩnh đáng yêu cùng làn da căng bóng mịn màng như trước. Sinh năm 1981, Zanara nổi tiếng là nữ thần không tuổi đình đám của làng giải trí xứ Hàn. Kể từ khi mới bước chân vào ngành giải trí cho đến thời điểm hiện tại, khi đã 40 tuổi, Janara vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, tươi tắn và ngây thơ. Thái Lan sẽ chính thức bước vào giai đoạn mở cửa du lịch đầu tiên từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 với 10 điểm đến được đón khách du lịch, trong đó bao gồm toàn bộ thủ đô Bangkok. Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sẽ thêm 20 địa phương được mở cửa đón khách, gồm những điểm đến nổi tiếng về văn hóa, nghệ thuật hoặc các vùng biên giới. Giai đoạn thứ ba bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, theo đó 13 tỉnh biên giới của Thái Lan sẽ chính thức mở cửa đón khách du lịch. Kế hoạch được Trung tâm quản lý tình huống Covid-19 Thái Lan CCSA thông báo sau khi cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan kiến nghị chính phủ nước này đưa ra một lộ trình rõ ràng và dứt khoát để mở cửa du lịch. Những vật dụng nhỏ bé, đơn giản, dễ mang trong người nào có thể giúp bạn tự vệ trước kẻ xấu hay sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp, hãy cùng iBit tìm hiểu ngay sau đây. Ngoài nhiệm vụ làm gia vị cho các món ăn, muối có thể được sử dụng như một công cụ bảo vệ bạn khi gặp nguy hiểm. Hãy mạnh dạn ném muối vào mặt kẻ tấn công, nhất là vào phần mắt để hắn mất phương hướng tạm thời và bạn có thể bỏ chạy. Bạn có thể sử dụng một chiếc ví giả để đánh lạc hướng những tên trộm cướp nếu không may gặp phải, hay ném chiếc ví ra xa để hắn dừng lại nhặt và bạn sẽ có thời gian để trốn thoát. Trong những trường hợp cần thiết, một bình nước trong suốt và tái sử dụng được có thể trở thành công cụ lọc hữu hiệu, đảm bảo nguồn nước cho bạn trong thời gian dài. Ngoài ra, một chai có chứa nước cũng có thể làm vũ khí tự vệ và tấn công khá hữu ích. Một chiếc đồng hồ đeo tay nếu được đặt bao quanh phần bên ngoài của ngón tay cũng có thể đóng vai trò như một vật bảo vệ khi cần phá vỡ cửa kính. Ngoài ra, chức năng xem giờ của đồng hồ cũng rất cần trong trường hợp bạn đi lạc để tính toán thời gian tìm nơi trú ẩn trước khi trời tối. Ngoài vai trò làm đẹp, lược còn có thể sử dụng để tấn công đối tượng gây nguy hiểm cho bạn. Nhiều chiếc lược còn có cấu tạo giống đủ để bạn cất giấu những đồ vật quý giá như tiền, giấy tờ tùy thân mà tên cướp không thể ngờ đến với những bạn gái thì túi sách dường như trở thành vật bất ly thân. chiếc túi sách không chỉ trở thành vũ khí tấn công cái xấu hiệu quả với đủ thứ bên trong mà còn trở thành lá chắn giúp bạn bảo vệ bản thân trước sự tấn công nguy hiểm của cái xấu. dù mang hình hài nhỏ nhắn và khối lượng gọn nhẹ, chỉ nha khoa lại có nhiều công dụng tuyệt vời trong trường hợp khẩn cấp như làm vật liệu băng bó, cắt thức ăn, làm dây dày tạm thời hay khống chế các đối tượng gây nguy hiểm cho bạn. với khả năng chống thấm nước, túi zip có thể sử dụng để bảo vệ nhiều thiết bị quan trọng của bạn. Ngoài ra, túi zip còn có thể được dùng để thay thế những chiếc chai trong suốt trong quá trình lọc nước uống. Một chai nhỏ chứa nước hoa hoặc dung dịch xà phòng có thể được sử dụng để thay thế bình xịt hơi cay. Một khi đã xịt vào mắt thì nước mắt không mời cũng tự trào dâng. Những chiếc bút mà bạn dùng để ghi chép bất cứ khi nào cũng có thể trở thành vũ khí tối ưu, không thể thiếu trong các món đồ phòng thân. Trong tình huống khẩn cấp, bạn hay nắm chặt chùm chìa khóa trong lòng bàn tay và để những chiếc chìa khóa thò ra giữa các ngón tay rồi nắm thật chặt bằng nắm đấm. Cho dù một cú đấm không quá mạnh cũng đủ làm kẻ xấu mất phương hướng và không kịp trở tay. Vâng và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin giải trí sáng trên kênh biết Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.